Chào mừng các bác đã đến với kênh của Cương Audio Các bác thân mến, em tên là Thanh Liêm Rất vui được gặp lại các bác ở video clip giới thiệu các sản phẩm hàng về của Cương Audio Ở chương trình video clip lần này, em sẽ giới thiệu đến các bác một số cặp loa đến từ Mỹ, Nhật Vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em Có mức giá từ 8 triệu đồng trở lên Những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp, những dòng loa vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho chúng em, qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Và hiện nay thì các bác có thể trực tiếp đến tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để lựa chọn mua sắm những thiết bị nghe nhạc hay những thiết bị hát karaoke mà mình yêu thích. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát cụ thể về từng mẫu sản phẩm một để các bác có thể nắm được rõ hơn về từng mẫu model và cũng như về tình trạng của từng model đó. Và sau đó thì em sẽ báo giá khoảng và báo giá cụ thể để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần và quan sát từ phải sang trái. Trước tiên thì là, em cùng các bác sẽ đi quan sát về hai cặp loa Nhật trước. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa Nhật đến từ thương hiệu Pioneer có model là F700. Các bác nhìn thấy đây là toàn bộ về cái cấu trúc driver của nó này. Đó là model S700. Về cấu trúc driver thì nó sử dụng 3 đường tiếng, một loa bát có đường kính là 25 cm. Các bác nhìn thấy nó sử dụng màng giấy này. Một loa trung giấy và một loa chép. Các bác lưu ý thì đối với chép của dòng model này thì ở mặt trước của nó được bảo vệ bằng một cái tấm lưới kim loại ở phía bên ngoài ở mặt loa chép để bảo vệ an toàn cho mặt loa chép. Khi chúng ta bị các vật bên ngoài tác động vào ảnh hưởng đến phần loa chép do đó thì nó đã trang bị cho một cái tấm kim loại ở phía bên ngoài này và chưa hết thì dòng model này thì được trang bị hai cái vi tinh chỉnh giúp chúng ta có thể hiệu chỉnh tăng giảm độ sắc nét của bản nhạc tùy vào sở thích và gu nghe của mỗi người đây là một cặp loa rất là tuyệt vời rất là đáng chơi cho các bác nói về dòng pioneer thì các bác biết rồi nó có rất nhiều những mẫu model khác nhau từ những phân khúc rẻ tiền cho đến những phân khúc cao cấp kể cả những dòng âm ly của nó cũng vậy chất âm của những dòng pioner này thì, thì các bác đều đã biết rồi tiếng của nó rất là tơi và sáng tiếng nghe âm thanh rất là chi tiết và cặp loa pioner F700 này thì có mức giá là 8 triệu đồng như vậy thì các bác thấy một cặp loa như thế này thì có mức giá như vậy thì rất là tuyệt vời rồi đây là ở phía trên nóc loa về tình trạng của nó thì các bác thấy như thế này là quá mỹ mãn rồi và cặp loa này thì nó khá là nặng các bác nhớ nhé đây là cặp loa Pioneer đó là dòng model F700 có mức giá là 8 triệu đồng tiếp theo ở bên này thì các bác nhìn thấy đây là một cặp loa nữa của Pioneer đó là dòng model CS F75 các bác lưu ý nhé đây là dòng model CS F75 cách đây vào khoảng tầm hơn một tháng thì bên cửa hàng của chúng em cũng về được những mẫu dòng F75 này rồi là F900 thì cũng đã được các bác cũng đã đặt hàng hết rồi. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng của chúng em tiếp tục cập nhật được bổ sung thêm hai cặp loa Pioneer F700 và F75 như thế này. Về dòng F75 thì các bác nhìn thấy nó sử dụng cũng 3 đường tiếng nhưng nó sử dụng một loa bát có đường kính là 30cm. Nó cũng đều sử dụng màng giấy và một điểm lưu ý thì nó khác so với dòng model F700 nó là sử dụng gân vải các bác nhìn thấy việc chúng ta mở càng lâu đánh thì cái dầu loa nó chảy xuống dưới này các bác nhìn thấy đây này Đấy. dòng F75 này F900 này thì các bác nhìn thấy nó sử dụng màng giấy và gân vải gân xếp vải chính xác hơn Đấy. gân của nó thì cũng đã được dưỡng rồi Đấy. các bác nhìn thấy rất là bóng và mềm sau đó thì các bác ạ có nhu cầu sở hữu cho mình cặp loa này thì các bác cũng không cần phải dưỡng ngân nữa thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã dưỡng cho các bác rồi ở phía trên thì nó sử dụng một cái loa trung giấy và một loa chép kè được bố trí nằm ở phía trên cùng cũng trang bị hai vi tinh chỉnh mít và chỉnh chép dòng model này thì nó đem lại tiếng bát rất là ấm và trung thì rất là mộc và chép thì rất là sáng và cặp loa Pioneer F75 này có mức giá là 10 triệu đồng Đối với dòng F700 rồi là F75 này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác có thể lấy những dòng âm ly của Pioneer 8800 rồi là những dòng âm ly Mazan 54D rồi là 74D hay những dòng âm ly Technic đấy, 7700 đánh rất là ok. Hay những dòng âm ly Sansui 607 đánh rất là tuyệt vời với như mẫu model như thế này. Ngoài những dòng Pioneer như thế này thì các bác quan sát ở phía bên này thì các bác nhìn thấy bên cửa hàng của chúng em còn rất nhiều mẫu Pioneer khác ở phân khúc tầm giá trên dưới 10 triệu như dòng CSA 77 này Đấy, có mức giá 9 triệu 500 nghìn đồng. Và ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa Pioneer Y7 có mức giá là 12 triệu đồng. Các bác lưu ý nhé, đây là dòng Y. Và bên này là dòng F7000 và những cặp loa này thì cũng có mức giá là 9 triệu 500 nghìn đồng. Nói về dòng Pioneer ở phân khúc tầm trung thì các bác thấy thì bên cửa hàng của chúng em còn rất là nhiều mẫu thoải mái để các bác có thể lựa chọn. Đó là hai cặp loa Pioneer đến từ Nhật Bản có mức giá 8 triệu và 10 triệu đồng. Các bác cũng đã được quan sát cụ thể về cấu trúc driver cũng như về tình trạng của nó rồi. Đây các bác thấy đây là tình trạng của nó thì rất là tuyệt vời. Tất cả những sản phẩm như thế này thì đều được bên cửa hàng của chúng em bao gì cho các bác bao hoạt động. Do đó thì các bác cứ yên tâm trong việc sử dụng các sản phẩm do bên cửa hàng của chúng em cung cấp. Tiếp theo ở bên này thì em cùng các bác quan sát qua. Đây là những mẫu model rất là quen thuộc của dòng loa bốt. Đây là những mẫu loa rất là quen thuộc đối với các bác rồi. Vừa rồi thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã hết hàng những dòng loa bốt này. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng của chúng em tiếp tục bổ sung thêm một số mẫu loa bốt như thế này. Trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi quan sát, đây là 3 cặp loa bốt 301 series 3. Các bác đều đã biết đối với dòng bốt 301 series 3 thì nó có phiên bản màu đen và phiên bản màu vàng. Và đây là phiên bản màu đen. Đối với màu đen hay màu vàng thì nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn tuy nhiên thì giá thành thì dòng màu vàng thì nó sẽ có mức giá cao hơn. Màu vàng thì có mức giá là 15 triệu 500 nghìn đồng. Còn đối với màu đen như thế này thì có mức giá là 12 triệu 800 nghìn đồng. Các bác nhìn thấy các tuyến loa của nó thì tuyệt vời rồi. Một bát 20 màng giấy gần mút và một loa chép giấy. Có đường kính là 8 cm. Lần trước thì em cũng nói nhầm là 0,8 cm và có một bác khách cũng bình luận là nói thế nọ thế kia. Thì nhiều lúc nói giới thiệu đến các bác thì cũng nhầm thì có gì thì Mong các bác cũng thông cảm và bỏ qua cho Tại vì có những lúc nói thì nó cũng bị lộn Chất âm của những dòng bốt 301 CD3 này thì các bác biết rồi Tiếng của nó rất là trong, sạch Vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời Dòng này thì các bác có thể đánh với những dòng âm ly của cover Như dòng 1090 hay những dòng âm ly đen 780D, 880D rồi là 890D đó là ba cặp loa bốt 301 cd 3 phiên bản màu đen. Và mấy ngày tiếp theo nữa thì bên cửa hàng của chúng em sẽ về những dòng bốt 501 CD4 rồi là những dòng bốt 601. Và hiện nay thì những dòng bốt 601 trơn, 601 CD2, 501 CD4 thì bên cửa hàng của chúng em vẫn đang nợ hàng các bác. Hàng về thì em sẽ thông báo đến các bác và em sẽ đóng gói hàng gửi về cho các bác. Và tiếp theo ở bên này thì các bác thấy đây là cặp loa bốt. Đó là dòng bốt 701 phiên bản hai lỗ thông hơi. Các bác đều đã biết rồi, đối với dòng bốt 701 à, phiên bản hai lỗ thông hơi này thì nó sử dụng một à, lỗ thông hơi ở phía trước và một lỗ thông hơi ở phía sau. Dòng model này thì nó đem lại cái giải bát thì cực kỳ là uy lực rồi. Rất là nổi tiếng dòng bốt 701 rồi. Và đây là cặp phiên bản màu đen. Nó có cả phiên bản màu xám nữa. Và đây là phiên bản màu đen thì các bác nhìn thấy về tình trạng của nó thì không có điểm trừ. Để khẳng định với các bác là như vậy. Quá mỹ mãn luôn. Và cặp loa này thì có mức giá là dưới 25. Tiếp theo ở bên này thì các bác thấy đây là hai cặp loa bốt nữa của dòng đầu 6. Đó là dòng bốt 601 CD3. Những dòng bốt 601 CD3 này thì bên cửa hàng của chúng em được các bác rất là nhiệt tình và ủng hộ bên cửa hàng của chúng em rất nhiều. Các bác thấy vừa rồi thì bên cửa hàng của chúng em cũng vẫn có 3 đôi. Tuy nhiên thì một đôi đã theo một bác khách về Hải Phòng và một đôi cũng đã theo một bác khách về Điện Biên rồi. Và hiện nay tại cửa hàng của chúng em còn một đôi 601 CD3 nữa. Các bác nhìn thấy những dòng bốt thì trước đây bên cửa hàng của chúng em rất là nhiều. Tuy nhiên thì vừa rồi thì cũng đã được các bác rất là quan tâm và các bác cũng đã ủng hộ bên cửa hàng của chúng em rất là nhiều. Các bác cũng đã đặt những dòng bốt 301 CD3, CD4 rồi là những dòng bốt 501 CD3, CD4 hay những bốt 601 đấy. Các bác thấy thì khu bốt mà bên cửa hàng của chúng em hay để thì cũng không còn nữa rồi và ngày hôm nay thì bên cửa hàng của chúng em tiếp tục bổ sung thêm những cặp loa bốt như thế này và vài ngày nữa thôi thì bên cửa hàng của chúng em sẽ bổ sung thêm những mẫu loa bốt như em vừa nói 601 trơn 501 CD4 rồi là 301 CD4 các bác thấy thì đây là hai cặp loa bốt 601 CD3 dòng này thì nó rất là nổi tiếng rồi Chắc chắn thì em cũng không phải nói đến dòng bốt 601 CD3 nữa. Quá tuyệt vời. Thì chủ yếu em quay để các bác có thể nắm được và biết được về tình trạng cũng như là về hàng về để các bác nào quan tâm thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em. Vừa nghe hay và vừa hát hay. Tiếng bát rất là căng, chắc và tròn. Trung âm thì rất là trong, sạch. Nghe rất là tĩnh. Hai loa bát, mỗi một loa bát sử dụng đường kính là 20cm một loa bát đánh định hướng về phía trước và một loa bát đánh trách ngửa lên. Và nó sử dụng 4 loa chép giấy có đường kính là 8cm được bố trí đảo xuôi chiều nhau. Và những cặp loa bốt 601 CD3 như thế này thì hiện nay thì các bác đều đã biết giá của nó được độn lên rất là cao. Tuy nhiên thì bên cửa hàng của chúng em vẫn cố gắng để cho các bác mức giá là 42 với tình trạng bao di, bao đẹp, bao hoạt động cho các bác. Các bác cứ yên tâm. Các bác nào này đã đặt những dòng bốt 601 CD3 bên cửa hàng của chúng em thì các bác cũng đã nắm được rồi. Đó là những cặp loa bốt, những cặp loa Pioneer đến từ Nhật Bản vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em. Và những mẫu dòng loa bốt như thế này thì các bác có thể kết hợp với những dòng âm ly của Denon. Các bác biết thì đối với những dòng âm ly Denon 890DG như thế này thì bên cửa hàng của chúng em rất là nhiều. Và vừa rồi thì các bác nhìn thấy số lượng thì cũng đã vơi đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì bên cửa hàng của chúng em còn rất là nhiều hàng thoải mái để các bác có thể lựa chọn. Những chiếc âm ly Denon 890DG dòng không tem và dòng có tem. Những dòng âm ly này thì rất là quen thuộc đối với các bác rồi. Ngoài là chiếc âm ly ra thì nó thích hợp trong lòng một bộ giải mạ DAC rất là tuyệt vời. Hơn nữa thì nó là phiên bản hàng suốt các bác có thể chạy nguồn điện 120V và 220V. Và nó có thể dễ dàng đánh với rất nhiều các dòng loa của Mỹ, loa của châu Âu rất là tuyệt vời. Bên này là những chiếc âm ly Denon 890D dòng không tem và dòng có tem. Hay là những chiếc âm ly Denon 780D rồi là 940, rồi là Denon 2004 La Mã, rồi là 1500 SE, 1500 AE, 1500 R hai La Mã thì bên cửa hàng của chúng em vẫn còn hàng. Hay những chiếc âm ly Jaguar 203 Gold. À. Như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu đến các bác một số cặp loa Pioneer đến từ Nhật Bản. À, những cặp loa bốt đến từ Mỹ vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em. Và trước khi kết thúc video clip này thì cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của Cương Audio trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa thì cho em à. xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Và sau đây thì cho em xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác.